Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới trong thế giới tận thế zombie ha. Và trước mặt mình, hên quá, có hai, ba con thôi. Chỉ có ba con zombie nó ở xung quanh mình thôi á. Và nó vẫn chưa phát hiện mình nữa. Nên bây giờ là lúc rất là thích hợp để mình bắt đầu công cuộc sinh tồn. Đây là chế độ siêu khó nên thỉnh thử ra mình cần phải cố gắng giữ tính mạng á. Mặc dù mình biết trong thế giới này zombie nó rất là nhiều, nhưng mà không sao, nhiều thì mình chịu khó mình trang bị đồ đạc xịn sò vô, xây nhà phòng thủ các thứ là dễ gì mà nó bán hành cho mình được. Đó là lý thuyết ha, còn thực hành thì không biết tới đâu. Rồi giờ thì lấy một ít gỗ. Ê, cái gì đây? Ghê ăn zombie đi. Đi ra chỗ khác đi. Thì ra mày chọn cái chết. Ôi, sao nó nhanh vậy? Ôi, xin lỗi. Ow. Nháp thôi, nãy nháp thôi mờ. Giờ mới thiệt nè, đó các bạn cũng thấy sự lợi hại của những con zombie ở trong đây chưa? Quá là ghê gớm luôn á. Và lần này thì lần này thì mình hơn lần trước rồi. Mình còn cạnh một cái thủy cung nữa. Wow. Giờ thì đợi mình đập cái bức tường đá này cái đã. Nó spawn mình ở cặp mé biển á, không có gì hết, nên mình bắt buộc phải dùng tay đập tường đá này. Và hơn là trong cái thành phố bỏ hoang có cả gỗ ha. Đây là cơ hội để mình bắt đầu công cuộc sinh tồn. Nhưng mà cũng phải để ý coi cái gì đây, cái gì bom nổ đùng đùng vậy? Nhưng mà cũng phải để ý coi có zombie không nha. Ui vô. Giờ ví dụ như đang đập gỗ mà cỡ hai con thôi, nó ập lại một phát là không biết chạy đi đâu á. Có một chạy xuống biển. Nhảy xuống biển núp luôn á. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu công cuộc sinh tồn ha. Chế tạo ra một cái set dụng cụ cơ bản trước. Mình cần một cây rìu với một cái cây cúp. Hai thứ này thôi là đủ rồi. Đủ quẩy rồi. Rồi let's go. Nhanh. Tranh thủ coi trong thành phố có gì loot được không. Vì thành phố này bỏ hoang rồi. Nhà cửa sụp đổ trơn rồi ha. Ê, trong đó có cái lợn không? Mình nghe tiếng zombie rồi đó. Hình như nó trên lầu hay sao á. Ghê thiệt. Thôi, mình không dám lên lầu đâu. Ủa, nó dưới trong phải trên lầu. Ủa, trên này còn có nhện nữa. Oh no. Té. Không dám lên đâu. Kìa, nó trên lầu cơ. Còn đó là... Ui, đây rồi. Ui. Đó, bắt đầu. Những con thây ma nó phát hiện ra mình còn trong thành phố nè. Thôi em xin lỗi mấy anh ơi, mấy anh ngủ tiếp đi, em không làm phiền đâu. Mình vô đây nấp chắc nó không có đuổi theo kịp mình đâu. Vô đá chút đồ cái đã. Có đồ tranh thủ mình kiếm thêm á. Mấy cái này thì về sau mình lại còn á, nên giờ tranh thủ á, có thì mình cứ lượm đi. Lên lầu trước. Cái thành phố này đúng thực sự là thành phố bỏ hoang rồi, nó chẳng còn đồ gì hết á. Sao con xương gì bắn mà xa vậy? Con xương này hồi xưa học bắn cung ở đâu ấy, bắn chuẩn thế. Mình đứng cao như vậy mà nó cũng bắn tới nữa cơ. Tình nghi nha, con đó hách hay sao rồi? Con nên bỏ cái thành phố này chuồn không? Nhưng mà mình vẫn chưa không phục lắm. Tại sao thành phố mà lại không có đồ gì hết ta? Để mình tìm một cái căn nhà nào đó coi có rương không? Chẳng lẽ không còn cái rương nào? Ui sao mình nghe tiếng con xương vậy? Mình lại nghe tiếng con xương nha. Kìa, nó đuổi theo mình quá trời kìa. Ghê thiệt luôn á. Không ngờ thành phố này nó lại đáng sợ đến như vậy. Kìa, trời ơi, nó không sợ đồ cao luôn, nó nhảy. Ô, con xương. No.
chọc con nào chứ chọc con Sương là mệt á. Tranh thủ nhìn nhìn coi còn đồ không vậy. Còn đi mờ. Thanh niên nghèo khổ vô thành phố chỉ muốn con chút đồ mang đi chỗ khác sống thôi. Có đồ đi mờ. Rầu không có luôn. Bây giờ chắc thứ mà cần thiết nhất đối với mình hiện tại chắc là một cái thuyền á. Chắc mình làm thuyền mình té khỏi khu vực này thôi. Nó không thuộc về mình rồi. Quá là buồn. Thôi không có đồ thôi tôi té. Có đâu mà căng. Đi. Đi tìm một nơi khác sống thôi các bạn ơi. Khu này nguy hiểm quá. Chưa. Định đi qua hướng bên kia nhưng mà hướng bên kia là giữa biển rồi. Mà bên đây lại có một cái tàn tích ở dưới nước nữa. Ái chà chà. Không lúa thì hơi ổn. Đây rồi. Công trình thì ít ra nó cũng phải vậy chứ. 5 viên kim cương, 14 sắt và một ít cà rốt vàng. Chưa có đồ đá trên tay nữa mà đã cầm được kim cương rồi nè. Quá là dữ luôn. Thôi còn gì tuyệt vời hơn nữa. Đi vòng vòng khu vực này coi coi còn công trình nào giống Iran vậy nữa không. Lướt tiếp. Lướt hồi đủ xếp đồ kim cương luôn là hết sợ zombie luôn ha. Nhưng mà chắc mình sẽ đi qua cái phía bên này nè. Tại vì phía bên này mình thấy nó có đất liền nè. Chắc sẽ dễ sống hơn á là sống trên cái đảo này. Cái đảo có cái thành phố chết chóc đó nguy hiểm quá à. Sợ thật sự. Bên đây còn thêm một cái công trình giống Iran cái hồi nãy nữa nè. Để mình vô mình lấy thêm đồ á. Ô đằng kia nữa cơ. Ba cái công trình luôn. Quá đã. Rồi xuống dưới coi. Tiếp tục là kim cương. Như vậy thì mặc định trong này nó sẽ có được 5 viên kim cương á. Ui đã nha. Hay là giờ mình làm ngư dân luôn nhờ. Đi trên biển thôi, sống trên biển thôi. Lút kim cương sống qua ngày chẳng hạn vậy. Nghe có hấp dẫn chưa. Wow. Đằng xa xa còn có một cái công trình gì dưới lòng đất nữa cơ. Có vẻ là trong thế giới tận thế zombie này có khá là nhiều tàn tích đã bị chìm dưới đáy biển rồi ha. Nhưng mà hên vẫn còn một số chỗ có kim cương. Rồi bây giờ có 15 viên kim cương đúng không. Mình sẽ đầu tư cho mình một cây cúp kim cương trước. Đây cúp kim cương là cái dụng cụ đầu tiên mình cần phải có nè. Ui con nào cắn vậy. Ui cá cắn mình. Đó trong đây con cá mà nó còn muốn ăn thịt mình mà. Nguy hiểm thiệt. Mình sẽ làm thêm một cây kiếm kim cương. Không biết có công thức gì không ta. Ờ như vậy là không có công thức này rồi. Thôi làm tạm cây kiếm kim cương thường đi. Còn 8. Ủa còn 10. 10 thì chắc mình sẽ dùng 8 viên kim cương. Mình làm một cái áo giáp. Tại vì áo giáp kim cương cho rất là nhiều giáp luôn. Và cuối cùng là một cái set giáp ha. Đây. Full giáp liền. Còn cá này. Lão tét. Còn gì nữa không ta. Hay là làm luôn cái rìu đi. Một xíu mình chặt cây cho nó nhanh. Rồi đó. Khởi đầu quá thuận lợi. À không. Không thuận lợi lắm. Lạc trôi nãy giờ thuận lợi cái gì. Giờ thì chắc mình sẽ chuyển sang tìm một cái nơi lý tưởng để sinh tồn á. Tại vì mình cần phải tìm giường nữa. Trời đất ơi. Mình không có cái giường ngủ á. Là buổi tối zombie nó dí lên nó quýnh mình không trượt phát nào đấy. Phải tìm cái giường ngủ. Mình muốn có giường thì phải có cù trước đã. Mình không có gặp cù nãy giờ. Ủa cái này cái gì mà ghê hả. Cái gì. Cái gì đùng đùng bên đây vậy. Ôi. Âu. Ui nó có súng. Ừ làm cái khiên. Không có gỗ, đủ gỗ rồi. Trời đất ơi nó có súng. Hàng gì đùng. Ghê chưa. Một căn hai luôn. Ui nguy hiểm thiệt.
Thì ra đây là căn cứ của bọn zombie mà được trang bị cả súng cơ. Hên là mình mặc full giáp đó, chứ hồi nãy không có giáp là nó bắn ha. Cái bụng mình lủng hết nước chảy tùm lum luôn rồi đó. Ghê thiệt chứ. Thôi, mình thấy khu vực này bắt đầu đáng sợ rồi đó. Té. Không ở đây nữa. An toàn trở lên là thấy quý lắm rồi. Chặt thêm cây. Tranh thủ. Phải có thêm gỗ mới được, để làm cái khiên. Vậy là hồi nãy mình quên làm cái khiên à, hàng chi. Thấy thiếu thiếu. Rồi làm cái khiên trước đi. Khiên đâu. Đây, có khiên. Có khiên rồi, tự tin hơn rồi. Đi, let's go. Ôi, từ từ, té xuống dưới là nghỉ chơi luôn á. Phải cẩn thận. Wow. Trước mặt mình lại là một cái thành phố bự khác kìa. Nó giống như là một cái chung cư hay là một cái tòa nhà gì khá là đặc biệt á. Không biết là trong đó có rương bỏ hoang không nhờ. Giờ mình chỉ cần rương bỏ hoang để mình loot thêm đồ thôi. Mà trước khi vô trong đó thì để mình lấy thêm gỗ trước đi ha. Nói chứ cần gỗ lắm. Kiểu gì cũng cần gỗ một lúc nữa hả. Rồi. Có gỗ rồi, vô. Tự tin rồi đó. Vũ khí các thứ đầy đủ rồi. Ngại gì vết bẩn. Ôi, từ từ. Cái chuyện đâu còn có đó mà. Anh thằng ơi. Từ trên tầng thượng mà nhảy xuống đây để săn mình luôn hả? Quá trời rồi. Dương bay trong đây nó quả cảm lắm. Wow. Trời. Không ổn mà. Chiến đấu cũng không phải là một cách hay đâu. Giờ mình coi chỗ nào có đồ thì mình loot đồ rồi chuồng ha. Tại vì số lượng zombie trong đây á, nó rất là đông. Một số con còn nó được bị đột biến nữa. Thôi, mình thấy khu vực này ngày càng bất an rồi đó. Tìm một nơi an toàn hơn thôi. Nhưng mà sao lạ nhờ, trong thành phố này chẳng còn một cái rương nào luôn ta. Kỳ vậy. Mấy cái tòa chung cư này đúng bự luôn, nhưng mà nó chẳng còn cái rương nào cả. Nên thành thử ra mình không có loot được đồ ấy. Khó rồi. Vậy là mình không có cơ hội để kiếm thêm đồ từ những cái chung cư rồi ha. Để mình tìm hướng khác để mình sinh tồn. Ồ, nó còn cưỡi ngựa nữa mà hên ngựa không có nhảy ra. Giờ nó cưỡi ngựa nó trèo ra mình không biết làm gì luôn ấy. Ui. Zombie cưỡi ngựa. Rồi Ripper cưỡi lại zombie. Trời đất ơi. Bọn này nó thi nhau nó. Nó đè đầu cưỡi cổ nhau kìa. Ơ có con cầm TNT nữa. Và các bạn thấy con zombie trong đây nó thông minh không? Những con cầm cúp thì nó có thể đập bức tường để nó đi ra ngoài và nó tìm mình luôn kìa. Nó rất là thông minh ấy. Quân số nó của nó còn đông nữa. Sao chơi lại đây? Không ổn. Ừ, trong đây có công trình. Cục lưu ly này lụm luôn. Ừ. Ở trên mặt đất có zombie thì mình xuống dưới lòng đất. Quá là điều đơn giản luôn. Né liền sao mà đỡ được. Nè thấy chưa, dưới này làm gì có zombie đâu. An toàn liền. Quá đã. Rồi lứt đồ thôi. Vào rồi. Ủa? Ủa sao trong đây không có đồ chứ nghe? Quỷ. Ê khoan. Ủa sao mình nghe tiếng gì ta? Ủa có rừng. Ê đừng nói nó đào xuống đây nó tìm mình nha. Ê bậy nha. Ừ có táo vàng. Ấm bụng luôn. Mình nghe tiếng nó đập băng. Quá trời đó. Bây giờ nó mà đào được xuống dưới đây là tới công chuyện mình nữa. Thôi, tốt nhất là chuồng. Khu vực này không ổn luôn rồi. Có vẻ là nó đủ thông minh để nó biết mình dưới này và dùng sẻng để đào tìm mình á. Không có giỡn được. Ui nó đông chưa kìa. Ui, chạy.
Không chơi. Ồ, như vậy nguyên cái thành phố này không có chỗ nào để mình loot được đồ rồi. Vùng này thì băng tuyết không à. Không biết sống có ổn hay không đây. Đằng này nó còn có một cái lều tuyết nữa nè. Căng thẳng thiệt luôn á. Hên là lúc đầu mình có tìm được một vài cái viên kim cương từ những cái công trình trên biển á, nên cũng đỡ. À, có cái giường nè. Yes. Ủa, bữa nay có phải đêm trăng máu không vậy? Không cho mình ngủ. Rồi, xong luôn. Tới công chuyện luôn, không được ngủ để qua đêm rồi. Như vậy là mình bắt buộc phải sinh tồn mọi lúc mọi nơi luôn á. Có con cầm TNT kìa, mình không dám lại gần, mình sợ nó nổ quá. Đây, bây giờ mình sẽ tận dụng con cầm TNT để mình tiêu diệt những cái con còn lại ha. Mình dụ dỗ nó lại con cầm TNT. Ừ. Ôi, có con cầm súng. Oh no. Có con cầm súng. Ow. Nó cầm shotgun lận. Láo thật. Nổ đi. Ô, súng nó bắn. Ai. Oh my god, nó có vũ trang. Ui, nó đang săn lùng mình kìa. Đừng có truy sát tao như vậy chứ. Chết tiệt. Ây, chết tiệt. Ngươi đang làm cái quái quỷ gì vậy hả? Ui, nó bắn bể khiên mình luôn. Ai. Chết tiệt. Oh, no. Không, chúng ta không được gục ngã ngay tại đây. Chúng ta phải sống. Khủng khiếp thiệt. Đợi đấy. Giờ mình chuồn trước cái đã. Ở dưới này nó còn có cái đường hầm nữa nè. Wow, cái này nó giống như là cái gì ta? Nhà ga gì đó, nhà ga dưới biển. Nhưng mà bây giờ mình không xuống đó được rồi. Chắc mình phải chuồn qua một cái đảo khác thôi. Cái đảo này vẫn khá là nguy hiểm á. Từ nãy tới giờ mình đã tìm tới hai hòn đảo khác nhau mà không có hòn đảo nào mà dễ sống hết. Toàn là những hòn đảo đầy ắp zombie thôi. Ồ. Oh. Bây giờ tự nhiên trên không nó có cái gì kìa. Ui. Ôi. Muốn hồn chứ mẹ. Ở trên không nó có cái gì kìa. What? Hình như ở đó nó có một cái hiện tượng lạ. Đằng kia còn có công trình nữa cơ. Khu vực này có vẻ không có zombie nè. Đây rồi, cuối cùng cũng tìm ra nơi dễ sống rồi. Không có zombie, nhưng mà có điều trên đầu mình nó có một cái công trình gì đó. Cũng chả rõ nó là công trình gì nữa. Được hết nha. Rồi, trước mắt mình sẽ khám phá coi bên đây là cái gì cái đó. À, đây nó có đường hầm đi xuống. Wow. Oh, có thảm luôn nè. Ui, đây rồi, mình tìm được một nơi lý tưởng để làm nhà rồi. Ở đây không có quái gì luôn. Ê. Có quái. Nó còn cầm súng cơ. Chơi. Thì ra trong công trình này nó cũng có đồ. Được cái yên, hình như cái yên trong đây chế tạo được không ta? À, cái yên có thể chế tạo được hả? Vứt đi. Chế tạo được thì không có cần phải nhặt ha. Ủa, nó có làm spawn. Ôi, căng vậy, zombie mà. Đội nóng băng. Zombie đội nóng băng hả? Nó sẽ bị làm chậm khá là nhiều khi di chuyển trên băng ha. Nên cũng đỡ. Nhưng mà nó spawn ra nhiều thì cũng hơi đuối á. Ủa, có con cầm súng hay sao ấy. Nó hù tâm lý mình kìa, nó cầm súng nó bắn đùng đùng nó dọa mình. Ây, chết tiệt mà. Thôi, chắc phải té ra khỏi chỗ này thôi.
Để không thôi một hồi nó mà bao vây ở cái đường ra á, là mình nghĩ ra luôn á. Ủa, còn cái đường ra đâu rồi? Đi đi một hồi lạc, không biết đường ra là chết luôn. Rồi thiệt rồi đó, giống như bị lạc rồi đó. Ồ, đây nó có hai đường ra hả? Ê, không lạc, ra được rồi. Ủa? Ôi không, đây là một cái căn phòng ở bên trong công trình. Rồi, nó tới nơi rồi. Ôi trời ơi, nó đặt bom kìa. Trời ơi, nó tự quỷ luôn rồi, nó đánh bom cảm tử. Con đó nguy hiểm thiệt. Vô, giáp lá cà nào. Vô. Hồi nãy cầm súng thì sợ thôi, chứ giờ cầm kiếm là chơi đó, không sợ đâu. Thôi, đâu ra mấy cái spawner này vậy? Ui, thôi xong. Ui, thôi, gò, bị ốc sọt rồi. Ow. Rồi. Tự xử đi mấy nhóc. Bùm. Chết chưa? Chưa chết hả? Cái nữa. Bùm. Đâu vậy? Ừ, xử nhau đi. Cố lên. Đúng rồi. Chọn nhau đi. Đập nó. Đúng rồi, lấy cuốc đập nó. Mình sẽ chọn con cầm cuốc ha. Cố lên. Con cầm cuốc. Cố lên. Đúng rồi. Chết đó. Ui, bình tĩnh nào. Rồi luôn, banh xác luôn. Ê, nữa hả? Bây giờ là đêm trăng mao. Ui, cho tôi thở xíu đi, nãy giờ. Trời đất ơi, nãy giờ không kịp thở luôn á. Hành nó tới liên tục, không có đỡ được. Bây giờ chắc mình phải tìm một cái đường nào đó để mình chuồn thôi. Không ổn tí nào cả. Kìa, nó từ trên nó đi xuống dưới này, nó tìm mình kìa. Ui, thôi, nó xuống rồi thì mình chạy. Hiện tại mình vẫn chưa có cách giải quyết nào ngoài việc chạy ha. Vì lượng vũ khí và áo giáp của mình nó chưa cho phép mình ở lại chiến đấu quá lâu đâu. Mình còn yếu lắm. Ui, cái gì vậy? Ôi trời. Oh my god, zombie. Ui, xung quanh mình toàn là... Ai, zombie không à. Cầm cung đã nguy hiểm rồi, giờ còn cầm súng nữa. Đã vậy trời còn mưa bão các thứ. Ui, sao mà khó sống vậy? Xin luôn đây. A few moments later. Sống dài thành quyền thoại nghe mấy cưng. Hết cách rồi. Mình thấy biện pháp lên đây núp có vẻ khá là an toàn á. Vậy đi cho lành. Ở dưới quá trời mệt mỏi rồi. Bị nó dí quá trời đất, chịu không nổi luôn á. Thiệt tình. Mà mấy con xương trong đây nó còn dữ hơn là con zombie nữa. Các bạn xem đi, nó bắn là hơi bị chuẩn luôn. Bắn như hết đấy. Kìa, nó tụ tập dưới nhà mình quá trời đó kìa. Nè, mong ta nè, bắn đi. Bắn trúng hồn cái. Trời ơi. Chú còn non lắm nè. Ý, cảm ơn nè. Ý, bắn đi. Tưởng thế nào. Ui, nhưng mà ở dưới nó đang quýnh lộn kìa. Ghê thiệt á. Quá là căng thẳng luôn. Bây giờ á, mình chỉ có nước là lấy cái cầu tuyết này mình nghịch thôi, mình chọi cà khịa nó thôi, chứ thật ra mình quýnh lộn không có lợi nó. Nó mạnh và đông lắm. Nó quýnh không lợi, nó còn lấy bơm với súng ra nó bắn mình nữa. Nên chắc mình gán mình vượt qua cái đêm trăng máu này trước đi ha. Khổ ghê, mới vô mà nó gặp đêm trăng máu rồi. 11 là đêm trăng máu là nó sẽ luôn luôn xuất hiện á. Không có đêm nào là đêm thường luôn rồi, lúc đó không biết sao sống nữa. Giờ ngày đầu tiên thì mình gán mình sống sót qua trước đi. Còn mấy hôm sau mình sẽ tìm một nơi thích hợp để mình làm căn cứ ha. Rồi, nói chung khởi đầu như vậy là ăn hành sắp mặt đó chứ không có thuận lợi. Mà hên là vẫn
sử dụng cái kỹ thuật chạy là thượng sách ha. Vẫn còn bảo toàn được tính mạng ở trên cái tòa tháp băng này. Khi nào ban ngày thì mình sẽ tìm một cái lối nào đó để mình chạy, để chúng ta tìm nơi thích hợp hơn để làm căn cứ và sống sót trước bọn zombie này. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày đầu tiên của thế giới tận thế zombie. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn tiếp theo ha. Còn giờ thì bye bye. Ôi nó tới rồi. Ôi